có đồ gì hết trơn. Chứ khi nó không có được mặc đồ luôn. Phải luyện cho cháu thì con không có đồ luôn. Cháu chỉ có mấy cái quần với hai cái áo gì đó. Cháu không có đồ đạc gì hết trơn á. Không có đất mẹ, con không có đất mà con không có tiền để nhà cắt nhà luôn. Về chỉ mất đất đặt đậu với cụ mùa ba ở ngoài này đi chôn cắt nó rồi chứ nó không có đất ruộng gì hết trơn á. Mỗi lần tắm mưa anh hay cũng mắc ớt với con. Mua đồ cho con ăn. Mua cho con ăn đồ gì nè? Đồ ăn. Gửi lời chào thân thương đến quý ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm trong nước cũng như ngoài nước một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, may mắn an lành trong cuộc sống. Thưa quý ông bà cô chú, hôm nay Trên Mặt Thứ đang có mặt ở huyện Dòng Ghiền. Thì ở đây cách đây khoảng chừng 10 ngày trước đã xảy ra một vụ việc rất là thương tâm. Và em có tên là em Truyền, năm nay 16 tuổi như cô chú anh chị. Thì em cùng với gia đình của mình đi làm ở Củ Chi. Thì không may đang trên đường về em có va chạm với lại xe tải nhưng mà em đã không qua khỏi. Thì nghe sự chia sẻ của người thân của em Truyền ở đây trên kênh, do ở nhà trọ nên ở đó thì có lẽ là bên phía chủ nhà trọ không có cho để đó làm đám. Thứ hai nữa là khi mà em đã bị như vậy, gia đình cũng như người thân cũng quyết định đưa em về thay để làm đám cho em cũng như là cho em sao của ông bà đó nha cô chú anh chị. Hiểu rõ hơn vụ việc này như thế nào thì Trai Miệt Thứ xin mời cả nhà mình vào phía bên trong cùng với Trai Miệt Thứ để tìm hiểu câu chuyện và vụ việc này thế nào. Xin kính mời cô chú anh chị mình nha. Thưa cô chú anh chị, thì để mình tiến vào phía bên trong nhà thì ở đây là căn nhà của bà con của cháu Truyền nha cô chú anh chị. Thì do cháu không có nhà nên gia đình với lại người thân đem cháu về đây để làm đám và để cặp bên hông nhà như vậy này nha cô chú chị. Để mình vào phía bên trong để mình chia sẻ cho cô chú chị xem. Dạ con chào bà bác nha. Dạ. Dạ thì bà bác cho con hỏi là bà bác là sao với lại cháu ha. Bà nội ha. Dạ. Còn phía bên đây chắc có lẽ là mẹ của cháu quá. Còn đây là gì? Gì là chị ruột của mẹ của cháu ha, bà nội ha. Nhiều lắm, tại bên nội ở xa, ở đây ở Bạc Liêu rồi. Mấy đứa chị em thì cũng ở thành phố không, mới về đây không. Dạ. Xe chị hết luôn. Dạ. Ở đây là em của cháu á. Thưa cô chú anh chị, đây là em ruột của cháu Truyền nha. Em ruột của cháu Truyền. Dạ. Hai đứa con dẫn nhau đi phố làm. Không có đất, không có đại gì hết trơn. Dạ. Giờ mời bà nội không có đất nữa rồi. Bây giờ cháu đâu có chỗ nằm đâu. Phải nhờ ngoại cho người đỡ với bà ngoại nữa. Có đời ăn bún. Dạ. Bây giờ khổ lắm cậu ơi. Nhà thì không có. Nhà nó nhỏ như thế này. Bây giờ không có chỗ mà cho con cháu. Phải đưa nó về bên ngoài đỡ. Cho nó miếng cho nó ăn. Nó đi làm bò. Cậu nó mới có 16 tuổi. Đây là mấy gì nó mở không. Bên nội nó đâu có kêu về có mấy. Ở thành phố vậy không có ai ở đây đâu. Yeah. Đi làm hết trơn mà không ai ở đây hết trơn. Chỉ có mấy mợ ở đây là gì? Ba nó có chơi. Nhưng mà ba cho chồng không có đất đai gì hết. Mà bỏ dẫn hai đứa con đến phố làm. Rồi đi làm gì thì Tết về. Bỏ vậy thôi chứ đâu có nhà ở đâu. Nhà ước sao chứ. Rồi nó bị bệnh tiểu đường nữa rồi. Dạ
Dạ thì bà nội cho con hỏi là cháu em được mấy tuổi ha bà nội ha? 8 tuổi. 8 tuổi ha. Chú chào con nha. Nói chuyện một xíu đi con. Anh con đâu rồi? Hả? Anh con đâu rồi? Anh con đâu? Em con. Thì con có buồn không? Con có nhớ anh hai con không? Có thì hả? Tại vì mỗi lần tắm mưa anh hai cũng bắt ếch với con. Đưa con đi học. Mua đồ con ăn, con muốn cho bác cho em. Vậy ha, mỗi lần tắm mưa là anh hai tắm chung với con ha, bắt ếch chung với con ha. Thì chú chào con nha, chú chào con nha. Thưa quý anh chị, thì ở đây mình thấy có người chị của mẹ của cháu Truyền, thì để mình hỏi mình chia sẻ cho quý anh chị nha. Em chào chị nha, chị cho em hỏi chị sao với lại cháu Truyền vậy chị ha? Em là dì Tám của mấy chị. Dì Tám ha. Đâu có hay đâu, tới một giờ mẹ mới cho hay. Mấy từ một tuần trước mấy chuyện lại đi. Lần cuối là mình đâu có hay đâu. Làm đồ cho anh ăn. Cái mấy chuyện nói để Tám ơi, để con ăn bắp xào cho. Rồi con ăn ké chứ. Đâu rồi con, mẹ con không có tiền mua. Dạ con xào cho con như chị thương ăn. Nó ăn xong rồi cái nó lại nó chụp vào hình. Ngay trước cửa nó nói Tám ơi, Tám thấy con đẹp trai không? Nó nói con đẹp cho Tám một tấm hình này nha. Để nó chụp tấm hình đó là từ đó đến xong. Nó chỉ đòi một cái điện thoại thôi mà mẹ nó không có tiền mua. Đồ nó mặc ấy, nó cũng phù sức người ta. Chỉ có 3-4 cái quần thôi, 2-3 cái áo gì đó. Nó khóc, nó nói mẹ ơi, con đủ ít hơn mấy anh á. Anh ăn ở đứt đồ nhiều. Mà con á, có ít thiệu à, con không bằng mấy anh. Tại vì mẹ nghèo quá, mẹ không có mua. Vì em cũng nghèo quá, em không có tiền mua để mua cho cháu nữa. Vậy là chị với lại gia đình của cháu Truyền là cũng đi làm ở trên chỗ kia luôn ha? Dạ. Phải, em cũng nghèo quá, em không có đủ tiền để mua cho cháu. Dạ. Cháu chỉ có mấy bộ đồ thôi. Dạ. Cháu đâu có đủ tiền, đâu có đủ đồ nhiều đâu. Dạ. Nó tăng niệm cho cháu chỉ có mấy quần thôi. Không có quần áo gì hết trơn. Cháu đâu có được mặc đồ đâu. Vậy là chị chia sẻ là trước đó khoảng 1-2 ngày là cháu có kêu để chụp hình rồi ha. Một lần đó nó xuống nó nói Tám ơi, Tám cho con nghe ăn bắp xào ăn đi. Tại lâu rồi con không có ăn, để con xào rồi con ăn ké gì chị thương. Xong rồi anh ăn xong rồi cái nồi ngồi, nó ngồi rồi nói Tám ơi, để con chụp mô hình này nè, Tám nhìn con có đẹp trai không? Nó chụp chứ có mô hình nó thôi là nó đi về. Người mẹ nó nên nói cho anh nó ôm mẹ nó chỉ nói với mẹ nó là mẹ con thương mẹ lắm, con hôn mẹ một cái nha. Nó ôm mẹ nó hôn mẹ nó có một lần nữa rồi. Nó nói con thương mẹ, để con nuôi mẹ, con làm con nuôi mẹ. Nhà chỉ có mơ nó là trai trưởng, nó nuôi nuôi mẹ nó bệnh nữa. Vậy là vụ việc này xảy ra là cách đây khoảng bao nhiêu ngày ha? Dạ nó 6 ngày à. 6 ngày ha. Dạ. Không có đồ gì hết trơn. Không có được mặc đồ luôn.
Bán liệm cho cháu thì con không có đồ luôn. Cháu chỉ có mấy cái quần với hai cái áo gì đó. Cháu không có đồ đạc gì trơn á. Không có đất, mẹ con không có đất mà con không có tiền để nhà cất nhà luôn. Về chỉ muốn cất đặt đậu với cụ bà ba ở ngoài này đi cho ông cắt nó rồi chứ nó không có đất ruộng gì hết trơn á. Em cũng nghèo, em cũng không có lo được cho nó. Vậy là chị là gì, thứ mấy của cháu chuyện? Dạ, chị... thứ 8. Vậy là chị là em hay là chị của mẹ của cháu chuyện? Dạ, chị. Chị ha, chị ruột ha. Dạ, đời. Em gái là Út luôn đó. Em nghe nói là bên gia đình của cháu lên trển cũng đi làm hồ hả chị ha? Dạ. Em cũng lên trển mà em không có đi làm. Chồng em đi không à. Em ở nhà với hai đứa con á. Nên em không có đủ tiền để lo cho cháu. Em thấy cháu còn khá là nhỏ tuổi luôn. Năm nay chị mới vừa tròn 16 tuổi thôi. Dạ. Mà em đã biết đi làm để phụ giúp cho gia đình, cho cha, dạ, cho mẹ. Cái gì nó cũng gánh vác cho mẹ nó giờ. Mẹ nó làm đặng nó, mẹ để cho con. Mẹ không biết con trai mẹ mạnh hả? Cái gì cũng gánh vác cho mẹ hết á. Như hiện giờ là câu chuyện của cháu xảy ra như vậy rồi á chị. Thì đầu tiên em cũng đến để chia sẻ câu chuyện này. Dạ. Thứ hai nữa là em cũng xin chia buồn cùng gia đình. Dạ. Và em cũng tìm hiểu thông tin là gia đình cũng rất là khó khăn. Dạ. Thì hiện giờ là chúng cũng chưa có nhà cửa gì hết chứ. Dạ. Chỉ không là ở nhà trọ thôi. Nhà ở nhà trọ mà hiện nay nó không có ở nhà trọ, nó chỉ ở láng, nó theo đoàn công ty làm hồ đó, ăn đâu đi tới đâu là đi tới đó. Yeah. Chứ giờ nó cũng không có tiền. Trước khi nó hay tin mà con tôi nó chỉ còn có 150.000 thôi. Yeah. Nó chạy xuống là em với người anh rể đứng nhìn mặt nó thôi. Nó không còn tiền nữa, nó không có đủ tiền nữa mà nó xuống nó còn bị xét. Yeah. Rồi thằng cháu thì bị gãy giò, còn nó thì bầm dập mình mẩy hết trơn. Mà con thì đang trong nguy kịch. Yeah. Nó chỉ chở hương bao đồ, nó sửa sạn đem về với chị Năm gửi. Yeah. Đặng cho nó dọn chỗ khác, là con trình nó đi tới đâu nó đi tới đó. Yeah. Rồi khi mà xảy ra cái vụ việc va chạm giao thông như vậy thì chị có chạy xuống đó luôn không? Dạ không, em thì chồng em đi làm, em ở nhà em không có biết chạy xe. Rồi trong cháu nó bị là hồi lúc 11:40 mà tới 1 giờ em mới hay. Hay xong là chị em đi vào đó. Em vào đó em thấy cháu em mới nằm mặt trên rồi, là cũng còn nằm ở chỗ tại chỗ đó luôn. Dạ không, chứ bệnh viện người ta đưa vô bệnh viện. Bệnh viện là em thấy mặt mày rồi, em thấy vậy thôi, thương cháu quá thì còn nước mình còn tát. Rồi ở bệnh viện nó chạy, là nó chuyển đi qua Chợ Gãy, con té con nhỏ quá nên nó không dám nhận. Và chuyển qua Nhi Đồng thành phố. Nó làm được mấy ngày đó là ngày hôm qua là nó mất luôn. Em chỉ nhìn mặt được một lần mua. Nó không có tiền, cha mẹ không có tiền. Em muốn ăn gì Tám ơi, con thèm cái đó, chứ không làm cho con ăn đi Tám. Mẹ không có tiền, em muốn mấy kiếp tiền em mua cho cháu em ăn. Bây giờ cháu em nó mắc rồi, em làm cho ai ăn? Tôi là cha của nó bé đó. Vậy ha. Dạ. Tôi có chú anh chị thì nãy giờ nghe sự chia sẻ của
dì của cháu thì cô chú anh chị thấy người dì chia sẻ trong nước mắt nha cả nhà. Tại vì cháu ở đi làm mà cũng chung với lại người thân của mình cũng rất là nhiều luôn. Rồi cháu cũng rất là ngoan luôn nghe cô chú anh chị. Thì người dì nãy giờ chia sẻ thì người dì cũng rất là xúc động luôn. Thì một lần nữa em cũng xin cảm ơn chị đã chia sẻ câu chuyện của cháu lên để cho cô chú anh chị có thể đồng cảm được với gia đình của mình đó. Dạ. Thì một lần nữa em cũng xin chia buồn cùng gia đình nha. Dạ. Mong chị cố gắng bình tĩnh để lo chu toàn cho cháu ngày cuối cùng mà nghe chị nha. Dạ. Dạ, dạ. Thì em cũng xin cảm ơn chị nha. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Cô chú anh chị thì đây là cháu chuyện cả nhà. Thì để mình lại mình quay cái chỗ bạn cáo phó để gửi đến cho cô chú anh chị nha. Thưa cô chú anh chị thì cháu tên là Nguyễn Văn Truyền, sinh năm 2007, năm Đinh Hợi nha cả nhà. Thì từ trần vào lúc 14 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2023 nhằm ngày mùng 10 tháng 6 năm Quý Mão. Thì cháu hướng dương chỉ có 17 tuổi thôi, nhưng mà tuổi ở phía ngoài là cháu chỉ mới vừa tròn 16 tuổi thôi nha cô chú anh chị. Thì ở dưới là có chương trình lễ tang nè, 6 giờ ngày 28 tháng 7 nha, nhằm ngày 11 tháng 6 năm Quý Mão. Lễ động quan là 9 giờ ngày 29 tháng 7 năm 2023, nhằm ngày 12 tháng 6 năm Quý Mão. Thì cháu được an táng tại phần đất gia đình nha cô chú anh chị. Thì ở đây là ấp Hòa Bình, xã Hòa Thuận, dòng Riền, Kiên Giang.